Thưa quý khán thính giả, tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, một nhà hoạt động dân chủ Mỹ gốc Việt và là thành viên của Đảng Chính trị Việt Tân, sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 22 tháng Giêng năm 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo điều 79 của Luật Hình sự. Trên như hỏi chuyện ông Đỗ Hoàng Điềm là chủ tịch của Việt Nam Canh Tân Cách mạng Đảng về nhận xét của ông trong phiên xử tới này. Cuộc phỏng vấn được thực hiện qua Sky Video. Dạ vâng, xin gửi chào đến ông Đỗ Hoàng Điềm ạ. Tòa án tại Việt Nam sẽ tiến hành phiên tòa xét xử tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân vào ngày 22 tháng Giêng tới đây, là chủ tịch của Đảng Việt Tân. Ông có cảm nghĩ gì khi đón nhận tin này ạ? Vâng, thú thật là khi chúng tôi nhận được tin là họ sẽ đem ra xử tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân đó thì chúng tôi rất là lo ngại, là bởi vì chúng ta đều biết là hệ thống tòa án của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là một hệ thống thiếu sự công minh cũng như trong sáng. Tất cả những điều gì họ đang cáo buộc tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân cũng như cáo buộc Đảng Việt Tân đều là những điều không đúng sự thật. Và với những điều cáo buộc không đúng sự thật như vậy và với một cái hệ thống tòa án thiếu công minh và trong sáng như vậy thì chúng tôi tin chắc rằng là phiên xử này sẽ là một phiên xử không có được công bằng đối với tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân. Và những điều gì họ sẽ đem ra gọi là để kết tội hay là cáo buộc tiến sĩ Quân đều sẽ là những điều mà bằng tính chụp mũ, xuyên tạc. Thì đó là những điều mà chúng tôi rất là lo ngại. Vâng, dư luận trong nước thường cho rằng những nhà hoạt động dân chủ và những người bất đồng chính kiến bị cáo buộc dính dáng tới Việt Tân thường gặp khó khăn bội phần so với những người khác như trường hợp của tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân. Trong tư cách chủ tịch Việt Tân thì ông nghĩ sao ạ? Thực sự tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta nhìn lại tình hình Việt Nam trong thời gian gần đây thì có thể nói công bằng mà nói là trong thời gian gần đây, đặc biệt trong vòng độ chừng 1-2 năm trở lại đây thì tình trạng bắt bớ đàn áp ở trong nước có gia tăng. Nhưng đối với chúng tôi, mặc dù những cái cuộc bắt bớ đàn áp này cũng có một số lần họ cáo buộc những người này là hoặc là thành viên của Đảng Việt Tân hoặc là có những liên hệ dính dáng với chúng tôi, nhưng đối với chúng tôi tất cả những cái sự bắt bớ cũng như cáo buộc đó nó chỉ là những cái lý cớ để họ một phần nào đối phó với những cái khó khăn trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta đều biết đại đa số các nhà cầm quyền độc tài mà Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Bất kỳ khi nào họ gặp những khó khăn nội bộ, bất kỳ khi nào họ gặp những khó khăn trong vấn đề nội trị thì họ hay thường có khuynh hướng tìm những kẻ thù ở bên ngoài, tìm những lý cớ ở bên ngoài giang tay đàn áp. Nhưng mà thật sự đó chỉ là những biện pháp để giúp họ chính họ ổn định và củng cố nội bộ. Thành thử ra cái việc mà tấn công Đảng Việt Tân là dùng những lý cớ đó, nó chỉ là những phương tiện. Và ở đây tôi cũng muốn nói thêm là mặc dù là phương tiện thật nhưng mà chúng ta cũng không thể nào phủ nhận được là cái mức độ phản kháng của người Việt Nam đã dâng lên rất là cao, đã lên một cái mức cao hơn từ trước đến giờ trong những năm gần đây. Và tôi nghĩ rằng là cái sự kiện đó đã phần nào làm cho họ, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam quan tâm nhiều hơn. Và sau cùng tôi cũng muốn vạch ra đó là có rất nhiều những trường hợp bị bắt bớ trong thời gian gần đây bị xử án rất là nặng mà cũng không có liên hệ gì đến Đảng Việt Tân cả, như là trường hợp của anh Trần Huỳnh Duy Thức bị bản án 16 năm, của anh Điếu Cày, của chị Tạ Phong Tần bị bản án 12 năm. Thì nói chung tình hình bắt bớ đàn áp gia tăng này đối với chúng tôi phản ánh tình trạng lo âu của chính Đảng Cộng sản Việt Nam. Vâng, Việt Tân là một đảng chính trị có tầm hoạt động tự do ở Hoa Kỳ, trong khi đó thì Việt Nam liệt vào tổ chức khủng bố. Ông nghĩ Việt Tân phải làm gì hơn nữa sau cái phiên xét xử vào tuần tới để mà giúp đỡ hoặc là tháo gỡ mọi khó khăn cho tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, thưa ông? Vâng, ở đây tôi muốn tách ra có 2-3 vấn đề mà anh vừa mới nêu lên. Vấn đề đầu tiên là những cáo buộc của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Đảng Việt Tân là tổ chức khủng bố. Đảng Việt Tân là một tổ chức hoạt động hợp lệ ở rất nhiều nơi trên thế giới và tôi xin nói rõ là Đảng Việt Tân có quan hệ rất tốt với rất nhiều những chính quyền tự do như chính quyền Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu Châu, nước Pháp, Na Uy, nước Úc, vân vân. Bất kỳ nơi nào chúng tôi có sự hiện diện đều có những quan hệ rất là tốt. Và đặc biệt mới đây chính Liên Hợp Quốc cũng đã phải công nhận trong một cái bản lên tiếng phản đối cái vụ xử án 14 người vừa rồi tại thành phố Vinh ở tỉnh Nghệ An. Chính Liên Hợp Quốc cũng đã phải lên tiếng công nhận Việt Tân là một tổ chức hoạt động ôn hòa và tất cả những cáo buộc của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Đảng Việt Tân đều là những cáo buộc không có chính xác. Thì nói gọn lại cho đến giờ phút này, những sự xuyên tạc đó của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với chúng tôi hoàn toàn không có một giá trị nào cả và cũng không ảnh hưởng gì đến những hoạt động của chúng tôi cả. Họ chỉ dùng đó như là lý cớ để mà buộc tội một số người. Trong trường hợp của tiến sĩ Quân thì thoạt đầu họ bắt anh Quân với cái tội là khủng bố, nhưng bây giờ họ đã phải đổi qua thành vi phạm điều 79, tức là âm mưu lật đổ chính quyền. Chúng tôi e rằng là họ
họ với cái lý cớ đó thì có thể trong cái chiều hướng như trong thời gian gần đây họ sẽ xử tương đối nặng. Và với những bản án nặng như vậy thì Đảng Việt Tân xác quyết là chúng tôi sẽ tiếp tục vận động áp lực từ quốc tế, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động áp lực từ chính ở trong nước để chiến đấu để làm sao anh Quân sớm được tự do. Và sau cùng tôi cũng muốn nói thêm đó, đối với chúng tôi việc tự do của anh Quân là một phần, nhưng bên cạnh đó chúng tôi quan tâm đến tình trạng của tất cả những người đang bị bắt giữ ở Việt Nam. Và giải pháp tốt nhất đối với chúng tôi là làm sao chúng ta phải nhanh chóng đem lại một chính quyền thực sự tự do và dân chủ cho đất nước Việt Nam, thì như thế chúng ta mới có được sự tự do không riêng gì cho tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân mà cho tất cả những người nào mà đang bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giam giữ. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điềm đã dành cho Đài Á Châu cuộc trả lời phỏng vấn ngày hôm nay ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Kính thưa quý khán giả, tưởng cũng xin được nhắc lại, ông Nguyễn Quốc Quân bị Công an Việt Nam chặn bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất hôm 17 tháng 4 năm 2012 với cáo buộc âm mưu khủng bố. Sau đó tội danh đã được thay đổi. Sau gần hơn 9 tháng, Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh mới đem ông ra xét xử. Chân như xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Mến chào tạm biệt quý vị.